ngọc trai á, ai vậy cái ngọc trai không á, rồi nó bông luôn nữa, ừ. Để dành đó, thì nó ngọc trai á, ngọc trai thiệt đó, không phải ngọc trai giả nha. Chừng nào đi chùa đem cái nha. Không nói chắc từ sau nó về. Ừ. Nó đi Phú Quốc. Bác về rồi, chiều nhậu ở Sài Gòn cho bên gửi con coi nè. Nó gọi video vậy, nó chắc nói từ sau nó về. À, có cái khô đó con đem lên đó. Khô. Khô cá có một cái hũ là khô cá cha, ủa mắm cá cha. Có cha chân ngon lắm á, nó béo lắm. Cá chục lần một keo á. Mắm cá cha là của thuốc nốt nó cho. Còn mấy khô ngoài là khô cá lăng. Cá lăng Cà Mau nó cho. Khô cá lăng mà nó tẩm gia vị á. Chiên ăn cơm ngon. Nào nè. Sáng 2 viên, 2 viên rồi. 3 viên đi bây giờ, trước mắt cũng 3 viên trước đi. Ba viên má 3 viên. Giờ nào hết rồi cho ngay. Đủ dữ vậy. Có cái kia nó mà. Có cái thứ này đi mà, cái này nó là thực phẩm chức năng. Nó hỗ trợ chứ không phải là thuốc trị bệnh. Nó hỗ trợ cho mình trí nhớ, cho mình thực phẩm chức năng mà. Đông sao dữ lắm. Có ngày dịch ra luôn ta. Dịch cũng hết rồi. Bán nữa hả? Ờ, đông á. Nuôi chi một quá trời vậy để nó hết tiền cho xài. Không có nuôi thì cũng nuôi cho vui nhưng mà nó ít thôi. Giờ còn 50 này thì tế đẻ. Ừ, nuôi 50 được rồi, đồng nuôi chưa nhiều. Ông rồi hút mà tao không có cho, nhất định không hút đó. Nhưng mà nhiều cực, nhiều cần tới bà đó. Hoài hút sáng sớm phải cho chị ăn. Hoài. Nhà nuôi đi đẻ không? Đẻ vô đẻ trứng vô. Mới đẻ có 3 ống trứng nè. Mới có 700 con. Con mới có nhiều rồi cho mày đem chị. Con mới ăn vừa nó dứt nè. Chuyện nhà đây làm kịp. Làm không có chuyện. Bây giờ làm con ngồi nói lên rồi. Con thích lắm mà. Trong giờ này nó được vậy. Giờ cho.